Colombia tịch thu hơn 100 con nhện Tarantula hướng tới Mexico. Giới chức Colombia cho biết vào thứ Năm, viên chức đã bắt hơn 140 con nhện Tarantula được nhập lậu tới Mexico qua phi trường quốc tế Bogota. Việc tịch thu này được thực hiện nhờ cuộc gọi từ công ty bưu kiện, và công ty này đã báo cáo sự hiện diện của những vật thể lạ tại thời điểm xét xét những máy scan ở nhà ga hàng hóa. Các giới chức từ Bộ Môi trường và Cảnh sát Quốc gia xác định 143 con nhện thuộc bộ Megalopofe được đặt trong túi nhựa ngụy trang bên trong bàn cờ, cản trở hệ thống thông gió đầy đủ. Theo lời của ông John Alzey, chỉ huy của Ban Bảo vệ Dịch vụ đặc biệt cho biết 131 con nhện còn sống và 12 con đã chết. Bưu kiện không tuân thủ những giấy phép nhập cảng, giấy phép môi trường và hành vi an toàn, bảo vệ, việc sử dụng thương mại hóa nó. Những cơ quan cảnh sát môi trường đã bắt đầu điều tra, xác định trách nhiệm và sẽ bắt đầu những quy trình xử phạt. Những con vật được chuyển đến trung tâm chăm sóc đánh giá phục hồi động vật hoang dã, nơi các chuyên gia bộ môi trường sẽ thực hiện những hành động chăm sóc y tế, dinh dưỡng và sinh học cần thiết để ổn định cho những con nhận này. Giới chức sau đó sẽ quyết định nên phóng tích hay tái định cư cho chúng.